đầu này con hát với nhóm thiên thần. Nhóm thiên thần của con sẽ đối đầu với anh Nhật Phúc và hát bài How Far I Go. Trong quá trình tập bài này thì con có gặp khó khăn là có nhiều nốt nó quá cao nên con không lên được. Dạ, anh hát giọng rất là nội lực, khỏe và anh rất là dễ thương. Nhóm thiên thần hát rất là hay. Anh Phúc ơi, chúng ta cùng nhau cố gắng vào vòng trong nha. Yeah. Nhóm thiên thần hãy cùng mình tỏa sáng trên sân khấu nhé. Sẽ thành sao nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 27 tháng 8.